quăng đâu. Ơ thế à? Bao lâu thì em tới? Bây giờ đi đi. Tội nghiệp lắm. Lúc đầu qua đây nói là hai con trẻ nó sẽ đi lo cho bà già, nhưng mà cuối cùng ngược lại, bà già phải lo cho hai con trẻ. Thiệt thương lắm. Sau cái lần này chị thiệt thương lắm luôn á. Đi lo cho em từng miếng nước uống, sợ em nó ói, sợ em nó nhức đầu. Thương lắm. Nhiều lúc không cần phải biết tiếng Anh, tiếng U gì hết, hay có biết tiếng Pháp hay không, chỉ cần đi chạy vô đi kiếm nước cho em uống. Xong rồi không cho em sách, cũng không có cho em làm gì hết. Đã vậy còn nói một câu nghe thấy thương lắm. Béo ơi béo, em trông như thế thôi, em yếu lắm đấy. Không được không làm gì tới rồi em mới đi. Là còn hành lý thì em mới vừa ra đi chứ là chị phải làm sao hành lý này nhanh thế chứ, mọi lần em cần em đi thế chứ cả một tiếng đồng hồ. Chúng tôi đi ăn thịt cô. Năng ơi, quá xe chưa?
không cho ăn, hay là mua Tugo. Thở là đẹp lắm, thở là làm. Nên là thở là đẹp lắm.